Hello, xin chào mọi người. Kỳ nghỉ Tết của mọi người như thế nào rồi? Chắc mọi người đã quay trở lại làm việc rồi đúng không? Và video lần này đánh dấu sự trở lại của nhà Kitchen Store trong năm mới. Và trước mặt Duyên đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là bộ dao ba mơ 9 món. Và cùng Duyên khám phá xem bộ dao đặc trưng nhà hàng này sẽ có gì đặc biệt nha. Bộ dao 9 món ba mơ có tới 4 chiếc dao, bao gồm 2 dao chặt lớn, 1 dao file và 1 dao gọt hoa quả. Kèm theo đó là một chiếc kéo cắt gà rất chắc chắn và sắc bén. Đặc biệt kèm theo bộ dụng cụ nấu ăn bao gồm muỗng hút canh, muỗng vớt đồ ăn và một phá sạn dùng để đảo thức ăn hoặc rang cơm. Và tất nhiên không thể thiếu một cây mài giúp làm mới lưỡi dao sau mỗi lần sử dụng. Ok, bây giờ mọi người cùng Duyên khám phá từng loại dao trong bộ sản phẩm này nha. Đầu tiên là cây dao chặt cỡ lớn. Nói tới cây dao chặt cỡ lớn thì mọi người cũng nghĩ là dùng để chặt xương hoặc chặt sườn này đúng không? Nhưng mà mọi người có biết cảm giác khi mà Duyên cầm lên sẽ có cảm giác gì không? Nó chính là rất là chắc chắn và nặng tay luôn ấy. Ok, tiếp theo là cây dao chặt cỡ vừa. Thường thì cây dao chặt cỡ vừa này mọi người sẽ hay dùng để mà chặt thịt nè. Đó, cũng rất là chắc chắn và nặng tay luôn. Tiếp theo là cây dao file. Cây dao này Duyên hay gọi là cây dao đầu bếp, tại vì có thể file gà, file cá, file bò luôn. Đó, thiết kế sang xịn mịn. Tiếp theo là cây dao nhỏ. Nhỏ thì chứ nhưng mà có vỏ. Rất là bén luôn á, cầm rất là đầm tay và vừa tay, dùng để gọt trái cây hoa quả nhỏ nhỏ gì chứ cắt bao một luôn á. Và mọi người có biết điểm chung của 4 cây dao này là gì không? Đó chính là phần cán dao nè, được thiết kế liền thân với lưỡi dao giúp tăng độ bám trong quá trình sử dụng. Nói về cây kéo cắt xương á, thì Duyên thấy là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại kéo cắt xương, nhưng mà để cắt được thực phẩm cứng thì phải là loại kéo được làm từ thép nguyên chất và có kỹ thuật gia công tốt như cây kéo mà Duy đang cầm trên tay. Và hòa tụ những tiện ích vừa nêu trên cùng với mức giá cực kỳ ưu đãi, Duyên sẽ bỏ ngay trong video này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay các cửa hàng gần nhất để sở hữu ngay một bộ dao ba mơ 9 món chuẩn nhà hàng để làm trợ thủ đắc lực cho gian bếp nhà bạn. Và video đến đây là đã kết thúc rồi. Nếu mọi người có thắc mắc, hãy để lại comment trong video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.